Tháng 9 á, là nói bị cáo là bộ của Tất Thành Cang nói bị cáo là tống tiền doanh nghiệp, ảnh hưởng tới nghề nghiệp của bị cáo, ảnh hưởng tới sự nghiệp công việc của bị cáo, ảnh hưởng tới tờ báo mà bị cáo công tác, và nói bị cáo là nói xấu Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông, cái cơ quan mà quản lý, cơ quan quản lý báo chí, rồi nói báo chí bị cáo là làm gái, khi cái hình ảnh đó là hình ảnh của vợ chồng bị cáo đi tiệc, thì những cái thông tin đó nó gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng. Nhưng cả 600 trang bút lục của bị cáo thì chỉ được Sở Thông tin Truyền thông xác nhận là bà Hằng xúc phạm và xúc phạm nghiêm trọng bị cáo, không hề có vu khống, không hề có bịa đặt, không hề có những cái thông tin mà lẽ ra phải được làm rõ để minh oan cho bị cáo, rằng là bị cáo không có những thông tin như vậy. Sau khi xét xử bà Hằng không xong thì bị cáo cũng không được minh oan, bởi vì những thông tin đó vẫn được lan tỏa trên mạng đến bây giờ. Rất nhiều kênh của bà Hằng gồm có Bánh Mì TV, Lang Thang Đường Phố, và rất nhiều kênh bịa đặt, vu khống, nhục mạ và gửi thông tin cá nhân vào điện thoại, vào máy và chửi bị cáo rất thậm tệ vì những thông tin sai sự thật của bà Hằng. Thế nhưng những cái thông tin của bị cáo nói chỉ là một clip, và mục đích rất rõ trong cái tiêu đề của clip đó là bà Hằng có quyền ngồi xổm trên pháp luật hay không. Mục đích của bị cáo nói rằng bà Hằng là ai, là một công dân bình thường của Việt Nam thì phải tuân thủ theo pháp luật Việt Nam, không được quyền vu khống, xúc phạm, nhục mạ. Và đó cũng không phải chỉ một mình bị cáo, trước đó bà Hằng đã vu khống rất nhiều người, thậm chí nói nghệ sĩ ăn chặn tiền. Nhưng khi mà chính cơ quan công an đã xác định là nghệ sĩ không có ăn chặn tiền, bà Hằng vẫn tiếp tục lên trên mạng nói rằng bà Hằng ăn chặn tiền, nghệ sĩ ăn chặn tiền, cho nên gây ảnh hưởng rất lớn trên mạng xã hội tại thời điểm đó. Bị cáo thì chỉ nói về cái phần của mình thôi, và chỉ nói rằng bà Hằng là ai, có quyền ngồi xổm trên pháp luật hay không. Cho nên những thông tin mà bị cáo nói về bà Hằng á, nó không nhằm mục đích để làm xúc phạm, nhu khống, nhục mạ bà Hằng, cũng không nhằm mục đích sai sự thật về bà Hằng, và chỉ nói là bà Hằng là một công dân bình thường thì phải tuân thủ quy định của pháp luật, không được quyền nói xúc phạm về tôi hay nói xúc phạm về bất kỳ ai trên mạng xã hội. Trong vụ án này, cáo trạng của viện kiểm sát truy tố xác định là rõ ở chỗ là bị cáo Sĩ là có những thông tin như sau. Thông tin thứ nhất là nói sai sự thật, bịa đặt, xúc phạm đối với cá nhân, tổ chức. Cá nhân ở đây là Phương Hằng, ông Dũng, công ty Đài Nam, Quỹ Hằng Hữu. Còn đối với bị cáo Ni thì cáo trạng cũng đã nêu ở đây là lộ bí mật chứ không phải là xúc phạm. Thì ông Ni nghe rõ không? Dạ. Và đó là một, đó là thông tin tách bạch như thế, phải cần tách bạch cái thông tin như thế và thân và hành vi như thế, để rồi sau trong quá trình mà tranh luận thì cũng phải là tập trung vô cái đó nếu như có tranh luận. Do vậy nên bị cáo nói rằng là bị cáo không có xúc phạm, không có bịa đặt, không có nói sai sự thật, thì ở đây cũng không kết luận là bị cáo là, kết luận ở đây là cáo trạng và kết luận điều tra đó, là không có nói là bị cáo là nói sai sự thật hay là xúc phạm hay là bịa đặt, mà chỉ nói rằng là nói về cá nhân đời tư của người ta mà lại không được đưa lên trên mạng internet. Dạ thưa hội đồng xét xử, trong cáo trạng bị cáo trong trại tạm giam rất rảnh cho nên đọc rất kỹ, thì bị cáo không rành về cái nghiệp vụ của viện kiểm sát. Tuy nhiên viện kiểm sát không xác định rõ rằng hành vi của bị cáo với bị cáo Trần Văn Sĩ là hai hành vi độc lập và phải được xác định cái bốn yếu tố cấu thành tội phạm một cách độc lập. Thì trong đó viện kiểm sát lại lấy cái hành vi, phân tích cái hành vi ở trên thì đúng, về sự thật khách quan là đúng, là bị cáo có nói cái clip này đó và bị cáo thừa nhận. Tuy nhiên khi mà kết luận lại thì lại lấy cái kết luận của ông Sĩ và bị cáo nhập chung vô, khiến cho bị cáo có rất rất là nhiều cái lỗi trong đó, và thậm chí ngay cái phần của bị cáo thì cũng bị kết luận luôn cả cái điểm D khoảng 3 của điều 5 nghị định 72. Và theo bị cáo rằng là nghị định 72 nó điểm D đó, nó xác định là hành vi vu khống, xúc phạm, xuyên tạc, thì tất cả nó là sự thật thì không thể ráp vô bị cáo như vậy. Nhưng mà trong cáo trạng có ghi như vậy ạ. Sẵn đây thì tôi cũng nói rằng là xem xét ngoài cáo trạng ra thì cũng phải xem xét đến kết luận điều tra và xem xét luôn cả giám định của Sở Thông tin Truyền thông để xác định rõ. Và như bị cáo Hằng Ni nói rằng là trong cáo trạng mặc dù đã nêu nhưng mà nêu lại có phần gộp, do đó cho nên bị cáo bức xúc hoặc là bị cáo cảm thấy rằng là hành vi của mình không có vu khống, không bịa đặt, không nói sai sự thật, mà tại sao lại là viết lại là đọc theo hướng đó, hiểu theo hướng đó, người ngoài người ta có thể là nhầm tưởng như đó. Và sẵn đây thì cũng phải nói cho rõ ràng là cho đó. Cho nên theo kết luận của giám định
của Sở Thông tin Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh thì hành vi của Hằng Ni chỉ nằm ở chỗ là làm lộ bí mật, hay nói khác là cái lộ cái bí mật quá nhanh đó lại đưa lên mạng internet, chứ không phải là nói sai sự thật. Đây tôi đang nói là nói theo kết luận giám định nha, không phải là sai, không phải là sai sự thật, không phải là bịa đặt, không phải là vu khống. Và cái sai sự thật, bịa đặt, vu khống là hành vi mà trong kết luận này đã xác định là của bị cáo Sĩ đó. Do đó cho nên khi mình đọc cái cáo trạng thì mình lược ra để cho nó rõ ràng, và khi mình truyền thông cái việc đó thì cũng phải cho nó chính xác và rõ ràng, thì không thôi nó có sự nhầm lẫn quá giữa bị cáo A và bị cáo B. Đúng thế không bị cáo Hoàng Ni? Dạ cảm ơn tòa. Được không? Dạ được. Đúng không? Dạ đúng ạ. Tôi đọc tới đọc lui thì tôi cũng phát hiện ra cái chỗ này nên mới rõ. Tất nhiên viết không có sai, gộp cái hành vi vô thì không sai, nhưng mà nó chưa tách biệt, cho nên là cái người cầm cái kết luận điều tra thì người ta cái cáo trạng thì người ta sẽ hiểu, mà chính như bị cáo cũng bức xúc là do đó đúng không, hiểu do đó đúng không? Dạ. Ý là do đó chứ nữa. Rồi thì đấy thì giải thích rõ ràng như thế, chỉ là đưa lên thông tin là có thật, lộ bí mật có nghĩa là thông tin có thật, mà đưa lên trên mạng internet lại là chưa phù hợp, có nghĩa là trái quy định. Theo cái kết luận này là đưa lên là trái quy định, vậy thì bị cáo thấy sao, nhận thức thế thôi. Dạ bởi vì bị cáo có thể bị cáo nhầm lẫn hoặc là luật chưa rõ ràng trong cái việc mà thế nào là thông tin cá nhân và thế nào là bí mật cá nhân. Khi bí mật ví dụ Bác Hồ gửi thư cho học sinh hoặc gửi thư cho ai đó thì cái thư đó sẽ là bí mật, thư tín là bí mật. Tuy nhiên nếu như mà thư tín nó được public công khai trên báo thì nó sẽ là thông tin đại chúng, nó không còn là bí mật nữa. Cho nên bị cáo không biết là do luật không rõ ràng hay bị cáo không hiểu rõ, lúc đó bị cáo hoàn toàn không có mục đích gì về cái câu chuyện là lợi ích của mình hay là nhằm mục đích triệt hạ người khác, mà bị cáo chỉ nói rõ tìm hiểu sự thật. Thì bị cáo đưa cái thông tin đó để nhằm mục đích là bà Hằng là ai, bà Hằng là một công dân bình thường thì phải tuân thủ theo quy định của pháp luật như mọi công dân khác ở Việt Nam. Như hỏi bị cáo này, cái nội dung vừa nói đó, nội dung bị cáo đưa lên liên quan đến Phương Hằng đó, theo bị cáo thì nó có lợi cho bà Hằng không? Dạ bị cáo không quan tâm tới chuyện có lợi gì, bị cáo chỉ quan tâm là có đúng sự thật hay không. Và ở đây đang hỏi câu hỏi là có lợi không? Dạ không, bị cáo không cân đo đong đếm điều đó được ạ. Bị cáo nói sao? Dạ không cân đo đong đếm điều đó được, bởi vì biết đâu người ta có chồng nhiều thì người ta lại nói là cái điều đó có lợi, còn mình thì lấy quan điểm của mình nói thì nó sẽ không chính xác ạ. Vậy bị cáo có được phép mà coi như là người ta cái này là bị cáo đưa lên thì có được sự đồng ý của bà Hằng không? Dạ báo chí đã đăng công khai giống như bà đang hỏi là có được thì đồng ý của bà Hằng hay không. Dạ bị cáo không quen bà Hằng và thậm chí khi đưa bà bị cáo không biết đó là bà Hằng. Trả lời thẳng một câu hỏi. Xin tòa cho bị cáo giải thích là tại thời điểm đó bị cáo không hề biết bà Hằng là ai thì không thể là hỏi bà Hằng, và bị cáo đang tìm hiểu một bà Hằng nào đó, có thể là một bà Hằng khác hay một bà Hằng nào, chứ mãi tới khi phiên tòa vừa rồi của bà Hằng thì bị cáo mới biết bà Hằng. Cho nên bị cáo không thể đi xin phép một cái điều mà bị cáo đang tìm hiểu nó trên báo chí chính thống à. Rồi bị cáo nói rằng là những thông tin này bị cáo lấy trên mạng đúng không, hay lấy ở đâu ra? Từ trên media Kiwi họ đưa cái thông tin tổng hợp, nhưng bị cáo chỉ là coi những cái thông tin nào mà báo chí đã đăng thì bị cáo kiểm chứng lại, và bị cáo nói là những thông tin này nó bất hợp lý, bởi vì trên báo chí có đăng và bị cáo có show hình những bài báo lên ạ.